web cơ quan nhà nước giao cá độ, lỗi không chỉ ở tội phạm. Vết xước trên tấm huy chương vàng karate. Hiệu trưởng bơi vào trường, lo một tấn gạo ăn của học sinh bị nước nhấn chìm. Web cơ quan nhà nước giao cá độ, lỗi không chỉ ở tội phạm. Thưa quý vị và các bạn, Công an Quảng Nam vừa bắt tạm giam Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vì liên quan đến quảng cáo cá độ trái phép. Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa bắt giữ các đối tượng liên quan đường dây đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác. Vụ việc xảy ra trên địa bàn Quảng Nam và một số địa phương khác với nhiều đối tượng tham gia thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 7 bị can về các tội danh trên. Trong đó bắt tạm giam bị can đối với ông Lê Châu Long, sinh năm 1971, trú thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, là Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị. Tội phạm công nghệ cao mới xuất hiện nhưng ngày càng nhiều. Thủ đoạn tinh vi lừa đảo được nhiều người bị công an liên tục khởi tố điều tra xử lý. Nhưng tội phạm công nghệ cao tiếp tay cho quảng cáo, phi pháp, cá độ, cờ bạc là Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh là thông tin gây sốc. Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và các bị can được xác định là những người có trình độ về công nghệ thông tin, từng làm việc trong các trang cổng thông tin điện tử của các địa phương, một số đang làm việc trong các cơ quan nhà nước. Từ năm 2019 đến năm 2024, các đối tượng này đã lợi dụng việc được giao quản trị các website của cơ quan nhà nước và ngành giáo dục để chèn các link quảng cáo, thu tiền quảng cáo trái phép. Đặc biệt, các link quảng cáo này chuyển hướng đến các trang cá độ, đánh bạc, quảng cáo, cờ bạc trái phép trên mạng. Đây không chỉ là tội phạm công nghệ cao, mà còn minh chứng cụ thể nhất về đối tượng cán bộ thoái hóa, biến chất, băng hoại về đạo đức. Quảng cáo phi pháp, cá độ, cờ bạc tiếp tay lừa đảo trên các website chính thống của cơ quan nhà nước thì không chỉ khiến người dân bị nhầm lẫn mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh mạng, an toàn thông tin, gia tăng tội phạm về cá độ, đánh bạc trực tuyến. Mọi cá nhân vi phạm pháp luật đều phải trả giá, nhưng vụ việc cho thấy công tác quản lý tại chỗ, giám sát công việc hàng ngày tại một số cơ quan nhà nước, các sở có liên quan cho thấy sự lỏng lẻo. Các website của cơ quan nhà nước, ngành giáo dục bị chiếm dụng, chèn link quảng cáo trái phép để duy trì hoạt động tội phạm từ năm 2019 đến năm 2024 nhưng không bị phát hiện. Chỉ đến khi công an điều tra khởi tố thì mới lộ diện bất ngờ. Vì vậy, ngoài các cá nhân phạm pháp bị truy tố hình sự, các cơ quan sở ngành nơi công tác, các đối tượng này cũng cần rà soát truy trách nhiệm tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ phụ trách quản lý website của cơ quan nhà nước. Và quan trọng hơn phải tìm giải pháp hợp lý để tăng cường công tác quản lý, giám sát, bịt kẽ hở để hạn chế nguy cơ sai phạm. Vết xước trên tấm huy chương vàng karate. Thưa quý vị và các bạn, sau sự việc vận động viên Nguyễn T.M. bị ép bỏ trận chung kết giải karate năng khiếu trẻ thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị đình chỉ huấn luyện viên Nguyễn Thị Mộng Tâm và tổ trọng tài, nhưng động thái đó không thể làm lành vết xước trong tâm hồn những đứa trẻ. Câu chuyện bắt đầu từ việc ông Nguyễn Mạnh Dương có đơn tố cáo huấn luyện viên trưởng đội karate quận Tân Bình Nguyễn Thị Mộng Tâm và tổ trọng tài trận chung kết Kumite đối kháng hạng cân 45 cân nhóm tuổi 11-12 nữ giải karate năng khiếu trẻ thành phố Hồ Chí Minh 2024. Ông tố cáo huấn luyện viên Nguyễn Thị Mộng Tâm đã có hành vi gian lận thành tích, tưởng tượng ra chấn thương cho con gái của ông là vận động viên Nguyễn T.M. để nhường huy chương vàng cho vận động viên quận Bình Thạnh. Không đồng ý, huấn luyện viên của cháu Nguyễn T.M. đã đến hỏi thì được huấn luyện viên Mộng Tâm giải thích. Đội Bình Thạnh họ ít huy chương, họ xin mình nhiều rồi nên cho họ một cái. Câu trả lời đó của huấn luyện viên Mộng Tâm khiến ông Dương cảm thấy như bị ai đó lấy búa đập vào mặt. Thực tế, không chỉ ông Dương mà với tất cả các bậc phụ huynh có niềm đam mê thể thao, từng cho con mình theo tập thể thao từ khi còn nhỏ, đều cảm thấy đó là một thùng nước lạnh dội vào bầu nhiệt huyết, tâm sức của họ. Tôi là người rất yêu võ thuật, từng cho con trai mình ở lứa tuổi của bé Nguyễn T.M. đi tập karate. Gia đình tôi khi cho con đi học võ đều không hề nghĩ tới những tấm huy chương. Chỉ mong sao con có môi trường rèn luyện sức khỏe để học tập tốt hơn, biết cách kiên nhẫn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, mạnh mẽ đối diện với những sai sót để hoàn thiện bản thân và tuyệt đối không bao giờ ăn gian nói dối, đúng với tinh thần của võ thuật chân chính.
Chuyện đi thi đấu, gia đình tôi cũng coi như một trải nghiệm quý dành cho cháu. Để đạt được mục tiêu đó, bất kể nắng mưa, tôi đều cố gắng thu xếp công việc, đưa con đến lớp học võ đúng giờ, rèn ý thức, kỷ luật. Đến ngày thi đấu, mẹ cháu còn lo hơn con, dậy từ sớm đưa con đi ăn, tới nhà thi đấu cổ vũ cho con, chờ quay lại những đoạn clip làm kỷ niệm. Ngày ấy con tôi chỉ được huy chương đồng, giải quận nhưng cả nhà đều vui lắm. Học võ được khoảng 3 năm, con tôi không theo được và cháu xin nghỉ. Gia đình tôi tôn trọng cảm nhận của cháu và đồng ý. Trong suy nghĩ của tôi, 3 năm học võ đó đã giúp con tôi rất nhiều, giúp cháu ưa vận động, có niềm đam mê thể thao, có nền tảng thể chất để có thể chơi được nhiều môn thể thao. Nhiều lúc thấy thầy cô cũ xuất hiện trên truyền hình, cháu đều rất vui và nhắc lại những kỷ niệm đẹp, những bài học quý mà các thầy cô đã dạy. Với những trải nghiệm của mình, khi nghe câu chuyện gia đình bé Nguyễn TM, tôi vô cùng khó chịu cho cả ba bên. Gia đình bé Nguyễn TM bức xúc là điều đương nhiên, nhưng con bé vận động viên quận Bình Thạnh được nhận huy chương vàng thì sao? Chắc hẳn gia đình cháu cũng phải trải qua những sự dằn vặt. Sự thật là trận chung kết hạng dưới 45 cân, nhóm tuổi 11-12 nữ giải karate năng khiếu trẻ em thành phố Hồ Chí Minh 2024 vẫn diễn ra và vận động viên quận Bình Thạnh đã thắng tuyệt đối 11-3. Liên đoàn karate thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập tổ trọng tài trung lập dựa trên clip mà phụ huynh đưa lên mạng để chấm lại và kết luận. Kết quả trận đấu với tỷ số vận động viên đai xanh Nguyễn TM là 3 điểm, vận động viên đai đỏ là 11 điểm, chênh lệch 8 điểm. Vận động viên đai đỏ giành thắng cuộc đúng theo luật thi đấu, 10 trên 10 tình huống phản ánh theo đơn là không chính xác. Rõ ràng gia đình cháu vận động viên quận Bình Thạnh cũng tốn nhiều tâm sức, y như gia đình bé Nguyễn TM nhưng giờ lại được trao một tấm huy chương vàng thiếu minh bạch. Bên thứ ba cũng vô cùng bức xúc chính là các võ sư chân chính, các thầy cô đã dạy con tôi như tôi đã chia sẻ ở trên. Cựu tuyển thủ karate Việt Nam Bùi Việt Bằng, người từng giành 3 huy chương vàng SEA Games 22, 23, 24 liên tiếp và đang dồn tâm huyết mài ngọc cho karate Việt Nam trong vai trò huấn luyện viên, chủ nhiệm câu lạc bộ karate Việt Nhật, bộc bạch: "Tôi không dám cho học sinh của mình tham gia nhiều vào các giải nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia vì biết chắc khi đó sẽ xảy ra va chạm. Khi đó các câu lạc bộ như chúng tôi, vốn không thuộc hệ thống sẽ luôn chịu thiệt. Theo đó uy tín của chúng tôi với phụ huynh học sinh sẽ bị giảm về mọi mặt." Trong câu chuyện kể trên của ông Nguyễn Mạnh Dương, người viết tin rằng đó không phải là câu chuyện duy nhất trong làng thể thao Việt Nam. Chuyện chia huy chương tại các kỳ hội khỏe phù đồng, đại hội thể thao toàn quốc, giải vô địch quốc gia đã không còn là chuyện lạ. Tôi cũng đã nhiều lần chứng kiến cảnh các võ sĩ bật khóc nức nở khi bị ép thua vận động viên nước nhà trên đấu trường SEA Games. Không ít bậc phụ huynh rơi vào tình cảnh của ông Dương đã lựa chọn một cách khác nhẹ nhàng hơn, cho qua và khuyên con coi như tặng bạn một tấm huy chương, như tặng một món đồ chơi vậy. Nhưng tấm huy chương khi đã trải qua cả một quá trình tập luyện, thi đấu là kết tinh công sức, tâm huyết của cả gia đình, thầy cô, không còn là món đồ chơi có thể mua được rất nhiều ở các cửa hàng. Ở đây ông Dương đã chọn cách đối đầu, dù biết chắc con ông là cháu Nguyễn TM sẽ bị tổn thương, thậm chí sẵn sàng nghỉ học. Và sau sự việc này, tôi không thể để người lớn áp bức và giành giật huy chương của con tôi được. Nếu tôi để điều đó xảy ra thì sau này tôi nói sao con bé tin tôi được? Ông Dương khẳng định. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi tin đa phần các phụ huynh, trong đó có chính huấn luyện viên Nguyễn Thị Mộng Tâm và các trọng tài liên quan tới sự việc kể trên đều dạy con cháu mình phải thành thật, trung thực và tôi không biết họ có còn tự tin dạy dỗ đạo đức cho con cháu mình sau những gì đã xảy ra không. Điều đáng sợ là nếu những sự việc như thế này không được làm sáng tỏ, chấp nhận lời bao biện của huấn luyện viên Mộng Tâm, thì chỉ thừa nhận nói với gia đình vận động viên có đánh cũng thua, chứ không chịu nhận đã đề cập tới việc nhường huy chương. Chắc chắn vết xước trong tâm hồn của trẻ thơ sẽ rất khó lành. Các em sẽ bị ám ảnh bởi câu chuyện về sự gian lận, lừa dối theo suốt cuộc đời và cả công việc sau này. Trẻ con dễ khóc, dễ cười. Khi người lớn chúng ta bắt con phải xin lỗi khi con sai, thì càng nên thành khẩn xin lỗi con trước công luận. Chỉ có như vậy mới giúp các bé biến câu chuyện buồn đầu đời thành một bài học quý giá, bài học biết thừa nhận sai lầm và xin lỗi. Hiệu trưởng bơi vào trường lo một tấn gạo ăn của học sinh bị nước nhấn chìm. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua hình ảnh ông Hoàng Văn Việt, hiệu trưởng trường tiểu học Quang Vinh, xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, bơi vào trường bị ngập lụt thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Hành động của ông Việt diễn ra trong bối cảnh tỉnh Cao Bằng nói chung và xã Quang Vinh nói riêng đang trải qua đợt lũ lịch sử,
nhiều nhà dân ngập tận nóc, trường học, trạm y tế cũng chung tình cảnh. Ông Hoàng Văn Việt cho biết thời điểm tôi đến thăm trường là ngày 24 tháng 8, trường đã bị nước lũ tràn vào gây ngập khoảng 1,5 mét. Khung cảnh trước mắt tôi là hệ thống vật chất nhà trường bị chìm trong biển nước mênh mông. Trong đó có hơn 1 tấn gạo bị ngập hết, không thể làm được gì. Theo ông Việt, từ ngày 24 đến nay, ông cùng tập thể giáo viên liên tục đến thăm trường để nắm tình hình. Riêng thời điểm ngày 26 tháng 8, nhà trường ghi nhận mức ngập đỉnh điểm là 3,5 mét. Là người con sinh ra và lớn lên tại huyện Trùng Khánh, ông Việt có gần 30 năm dạy học, làm việc tại quê nhà. Ông Việt nhớ lại, tôi lớn lên và cống hiến cho quê hương nên hiểu rõ nỗi vất vả của thầy cô và học sinh tại vùng cao. Hiểu rõ cảnh mưa lũ ngập lụt, vì vậy khi nước dâng tôi đã đi 40 km để đến nắm tình hình trường lớp. Thấy khuôn viên trường đã là một biển nước, tôi quyết định bơi vào kiểm tra. Thực sự lúc đó tôi quá lo lắng. Bà Chu Thị Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trùng Khánh cho biết, đến sáng nay trường tiểu học Quang Vinh nước đã rút, thầy cô có thể đi bộ vào trường. Các lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại, đồng thời huyện tăng cường lực lượng để giúp nhà trường sớm ổn định cơ sở vật chất để kịp lễ khai giảng năm học mới.